coi cái nam trong đó. Ừ, số 7 ghi bàn đẹp rồi. Số 7 áo đỏ. Đụng vô này em. Cái đụng chân không? Khai tới đi. Đưa ra nha. Đúng rồi, đưa ra nha. Có 6 phút rồi. Tôi thầy ghi bàn thì nó không có đụng. Tại vì lúc sợ cái dài không thấy mình có đi. Trời ơi. Đau rồi, đau rồi. Em tránh là mọi người đâu. Lực đâu sao không kêu ổng coi vô đá nữa. Ông cái ông già lực này. 14. Anh Hiếu anh chuyện thì hiệp chứ. Đấy, này này có cháy ăn. Cái bánh này thì lúc nào cũng xuống cách cả đây 10 phút nè không. Nữa rồi. Nãy số 10 đã vô nè. Được chó, được chó. Đủ cái dâm bụi cho nổi. Dễ con bụi lục. Đã đi ngủ khỏi cấp thôi đủ rồi. Ăn mừng với dân. Thầy Bình đâu? Đi kêu coi. Thầy Bình cho đá đi thầy Bình. Đây đâu giờ hả? Lên nào. Đấy. Thứ đá cho Bình Phú. Lại đá hay lắm. Ừ. Đá sân này lắm. Đúng chưa anh? Đang làm đơn nó thương nó chống rồi, chống rồi, chống rồi, chống rồi, chống rồi, chống rồi, chống rồi. Theo đi ơi. Có theo rồi. Cho mới điều rồi. Thầy mà theo là thua rồi đó. Một hai thầy biết là chứ nó tội thần. Giữ lại đại hiệp lên chứ. Rồi một mình á. Đi lên thầy. Đúng
phiền lắm. Anh Dĩnh nha. Chơi nhiều kêu lắm. Anh Dĩnh ơi. Ô. Đi. Đi đi đâu đó. Nó nhiều dữ vậy đó hả? Em nhớ có mấy một điều mà sao đây chơi số 1 đó. Coi nơi, coi nơi. Coi nghe coi đá, nghe coi đá ở xanh. Đây nha. Chìm vào đá luôn kìa. Chìm vào đá luôn. Vào luôn. Sợ hả? Quên. Đây đây. Đi ra kêu. Hay Dĩnh ơi, Dĩnh tạo. Khó quá, bắt tài rồi. Giữ lại, giữ lại, giữ lại. Đi hết, đi hết, đi hết, đi hết. Chuyền ban Việt Hiếu, Việt Truyền Hiếu trước, Truyền Hiếu trước. Hiền đây, Hiền đây, Hiền đây, Hiền đây. 2-1 hả? Cái gì? Số 6 cơ. Số 6 xanh như vậy nè. Chúng ta hấp đây rồi, chúng ta. Rồi anh Tân. Số 2 vô bàn.